Một nghiên cứu cho biết sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đang buộc các nước láng giềng tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng sẽ mất nhiều thập niên nữa Trung Quốc mới bắt kịp được Mỹ trong tư cách một siêu cường quân sự. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho biết đã tiến hành cuộc nghiên cứu thường niên về khả năng quân sự toàn cầu và chi tiêu quân sự. Viện này nói chi tiêu quân sự của Trung Quốc có thể ngang bằng Mỹ vào những năm 2030. Tuy nhiên, khả năng chuyên môn và khả năng triển khai sức mạnh của Trung Quốc sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể bắt kịp. Chi tiêu quốc phòng của các nước châu Á trong năm 2013 cao hơn 11,6% so với năm 2010. Những khoản tăng lớn nhất trong năm qua tập trung là ở vùng Đông Á với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm hơn một nửa. Trung Quốc hiện chi nhiều gấp 3 lần so với Ấn Độ về quốc phòng và còn hơn các nước láng giềng Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam cộng lại. Tổng giám đốc IISS cho biết là chi tiêu được thúc đẩy trong khu vực đang có nhiều tranh chấp lãnh thổ cũng như những điểm nóng tiềm ẩn lâu dài. IISS nói căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã gia tăng đáng kể và họ cần những cuộc tham vấn liên quân đội để giảm thiểu nguy cơ đối đầu tác chiến hay một cuộc khủng hoảng chiến lược.